Fixing tricks on the mic. Cứ nhạc này sẽ chơi all night. Hải Phòng đó. Hải Phòng City. Xin chào thầy và các bạn. Em tên là Lê Hoàng Thuận, mã số sinh viên 18146226. Sau đây em xin trình bày bài tập 4. Đếm giờ, phút, giây hiển thị trên 8 led 7 đoạn. Thời gian có thể tùy chỉnh nhanh để mô phỏng. Đầu tiên, chúng ta sẽ vẽ bạch nguyên lý. Thank you.
Đây là sơ đồ nguyên lý của mình. Mình sẽ sử dụng một BLC 16F887, một thạch anh tần số 20 MHz, một nút dùng để reset, một điện trở gồm có 16 cổng và một đèn LED 8 dùng để hiển thị số, dùng cho đồng thời dùng 8 cổng nốt. Sau đây là phần trình bày lưu đồ. Đầu tiên là begin. Sau đó chúng ta sẽ khai báo thư viện cấu hình các chân mã 7 đoạn hiển thị 8 LED. Khai báo các biến giây, phút, giờ và biến web. Đầu tiên giải mã hiển thị LED 8. Cho ban đầu giây bằng 0, phút bằng 0 và giờ bằng 0. Khi bằng 0 đếm tới giây bằng 60 thì giây sẽ quay lại bằng 0 và phút sẽ bằng phút cộng 1 tiến lên. Sau đó kết thúc chu trình và quay trở lại từ đầu để kiểm tra. Khi đếm đủ thì qua sẽ qua phút. Phút khi mà đến khi mà bằng 60 thì phút sẽ bằng 0 và giờ sẽ nhích lên bằng giờ cộng 1 đơn vị. Sau đó cũng quay lại chu trình ban đầu để kiểm tra. Và sau khi sang cách biến giờ, giờ đếm từ 0 đi đến 24 giờ thì giờ sẽ bằng 0, khi đó sẽ quay lại chu trình ban đầu. Và cứ thế lặp đi lặp lại. Sau đây là phần mô tả code. Đầu tiên, khai báo thư viện cho 16F887, sử dụng thạch anh tần số 20. Khai báo cho mã 7 đoạn gồm 10, 10 số. Sau đó khai báo cho đèn LED hiển thị gồm có 8. Gồm các biến như sau. Khai báo cho các biến như là phút, giây, giờ, quét và đếm. Đầu tiên là chương trình hiển thị sử dụng hai biến y và quy. Khi mà quy từ 0 đến quy 200 thì sẽ dùng biến quét. Khi đó khi y từ bằng 0 chạy y bằng 8 thì sẽ cho output D là quét, còn output C là sẽ cho đèn LED hiển thị là y. Đồng thời delay với tốc độ 20 giây và output là D với chân là 0FF. Quét khi đó quét sẽ nhích sang trái một đơn vị, cứ thế cộng dần để cho đèn LED sẽ hiển thị nhích dần. Còn tiếp theo là chương trình chính. Đầu tiên thiết lập cho chân C và chân D 0 nhân 0x00, giờ bằng 0, phút bằng 0 và giây bằng 0. Sau đó bắt đầu for biến đếm, khi đếm đến bé hơn 61 thì đèn LED hiển thị ở vị trí thứ 8 thì sẽ bằng giây chia cho lấy phần dư. Đèn LED ở vị trí thứ 7 thì là giây chia cho 10 lấy phần nguyên. Đèn LED ở vị trí thứ 5 là phút chia cho 10 lấy phần dư. Đèn LED ở vị trí thứ 4 là phút chia cho 10 lấy phần nguyên. Đèn LED ở vị trí số 2 là giờ sẽ chia cho 10 lấy phần dư. Đèn LED ở vị trí số 1 sẽ là giờ chia cho 10 lấy phần nguyên. Khi đó sẽ hiển thị và giây sẽ được cộng lên liên tục. Khi mà giây bằng 60 thì giây sẽ bằng 0 và phút được cộng lên. Và khi phút bằng 60 thì giây bằng 0, phút bằng 0 và giờ được tiến cộng thêm. Và nếu giờ bằng 24 thì với lại giờ bằng 0, phút bằng 0, giây bằng 0. Và cứ thế lặp lại chương trình liên tục. Sau đây mình sẽ trình bày phần mô phỏng. Mình sẽ kiểm tra phần code. Như các bạn đã thấy, khi đèn LED chạy từ phút giây
thì khi tới 59 thì sẽ quay về không và foot sẽ tiến lên một đơn vị. Sau đây mình sẽ thử mô phỏng một phần giờ. Khi giây tiến tới 59 thì sẽ quay về không và phút khi tiến tới 9 sẽ quay về không và giờ sẽ tăng lên một đơn vị và cứ như thế tăng dần tăng dần. Sau đây mình sẽ thử mô phỏng ở phần 24 giờ quay lại không. Phần trình bày của mình đến đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.